Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Nhân Đẹp Trai. Thì bữa hôm nay ở bên Mỹ vẫn tiếp tục biểu tình nữa các bạn ơi. Và bữa hôm nay ở bên Mỹ lại tiếp tục hôi của nữa. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ không nói về nạn hôi của nữa các bạn nhé. Để mình uống một tí xíu rượu đã. Rượu vào thì lời nó mới ra các bạn nhé. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ bây giờ đó là dịch corona nè, hôi của nè, biểu tình nè, đốt nhà là, nói chung là đủ thứ rất là bạo loạn các bạn. Hôm nay chợ Walmart đã bị tấn công, chợ Walmart đã bị thất thủ rồi. Oh my goodness, trời ơi, oh my goodness, trời ơi các bạn ơi, nó tấn công vô cái chợ của người ta. Đây là siêu thị lớn nhất, chợ bự nhất khắp nước Mỹ các bạn. Trời, nó vô, nó ùa vô giống như là nó đi mua đồ các bạn. Thật sự là nó đi hôi của các bạn thấy không? Trời, bây giờ tụi nó bịt mặt hết rồi các bạn ơi. Bây giờ FBI nó đang tìm mấy cái người này, nhưng mà làm sao mà tìm hết được các bạn. Trời ơi, cả ngàn người, trời, cái thằng này mẹ nó, cái tủ người ta mình vô mình lấy tiền mày lọc mà. Bây giờ còn mấy cái nước kia tụi nó đi vô, tụi nó gom máy vi tính cho cái thằng kia nữa. Mày đi, mày lục giấy tờ mày chứ gì, được hồ sơ làm ăn của người ta không. Trời ơi, mày, nó tấn công vô Walmart các bạn ơi. Đây là cái cửa hàng bán đồ lớn nhất nước Mỹ rồi. Bây giờ FBI nói thôi mẹ nó, tao tìm ra đứa nào nó cũng đen như đứa nào là sao thấy được. Rồi bây giờ tụi nó lấy đồ xong, trời ơi đứa, trời, cái thằng kia nó ghim cái màn hình tivi phẳng nữa. Trời, cái tivi của tao hẹn gì không gửi, tao mua tivi mà nó chưa gửi về. Trời, bây giờ các bạn thấy không, trời, Mỹ đen Mỹ trắng rồi mẹ nó, trời tụi nó còn đẩy xe vô, tụi nó ghim cái nữa. Tụi hôm nay mình sẽ chú trọng về những câu chuyện của người Việt Nam đi. Thì cũng giống như các bạn đã biết rồi, bây giờ nước Mỹ nó đang đứng đầu là dịch corona, ok? Nếu mà các bạn không quên là dịch corona nó vẫn còn, ok? Thì ở bên Mỹ bây giờ đó, có rất là nhiều tiểu bang nó không có biểu tình các bạn, không phải là tiểu bang nào cũng biểu tình đâu nha, ok? Cho nên mình sẽ không nói biểu tình nữa. Thì có rất là nhiều tiểu bang tới bây giờ họ vẫn bị bệnh corona và họ vẫn chưa cho tiệm nail mở cửa. Thì cho tới ngày hôm nay nè, thì có nhiều tiểu bang họ mới cho tiệm nail mở cửa trở lại thôi nha các bạn. Đó là có câu chuyện rất là hay mà mình muốn kể. Thì các bạn biết không, bữa hôm nay là bà con ở bên Mỹ là đi làm nail, các bạn đừng quên cái câu nói đó nha. Bà con ở bên Mỹ là đi làm nail hổng gài á, lệnh đóng cửa đó là bà con khổ gần chết rồi. Trời ơi, đi làm nail đi để gửi tiền về cho bồ bên Việt Nam mà bây giờ đóng cửa, tiền đâu xài, tiền đâu gửi cho bồ bên Việt Nam. Thì bây giờ chính phủ cho đi làm trở lại các bạn, thì bà con hớn hở đi làm trở lại, thì chủ tiệm nail cũng mở cửa trở lại. Các bạn biết không, thì có một cái tiệm nail á là cho trong hình, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một cái video này nhé, ok. Chào mọi người nhé, mình đang có steak box tới nha. Ok, Kim me trở đây đâu, Kim đâu rồi, Kim đâu, Kim lên ký giấy tờ cho sign some paper, ký giấy tờ cho steak ball. Đây là tiệm thứ hai của bên mình nhá, tiệm thứ hai, location 2, steak ball chính thờ không. Đó, đây mình hoặc gọi steak ball chơi tiệm người khác thì là mình nên, mấy người nữa anh chị nên bỏ cái tiếng đó đi, vì cái đó là một cái xấu hổ và một cái nhục nhã cho người Việt Nam và cho người Mỹ. Họ thấy họ nghe cái giọng của mình, họ dòm vô cái giọng của mình, họ đánh giá người của mình rất là ghê gớm. À, cái này là steak bò anh Tâm Đồ, còn health department thì gọi hoài nhưng mà chẳng làm được gì, bởi vì em làm đúng, em không có làm sai. Tại vì em nhiều khi là tiệm của em thì em không có lấy hẹn. Đấy, nó xuống ngoài, nó xuống tiếp đây. Đây là cái tiệm location thứ hai, còn không phải là location khác. Cái này steak ball nha, không phải là health department, mà cái này là steak ball. Cái này là steak ball, bây giờ là steak ball nha. Mà steak ball vô thì không có require gì, bất cứ cái gì về cái sức khỏe đó. Chỉ có đi check tiệm và thợ và bằng của thợ và vệ sinh an toàn. Thì cái 10 manager của mình đang nói đấy. Mình chia sẻ. À, tiệm hôm nay thì không đông lắm, lai rai thôi. Hai Thúy Phạm. Ừ. Cầu nguyện đi, cầu nguyện cho mình đi. Xin Chúa phù hộ, tai qua nạn khỏi. Thôi nhưng mà mình không sao đâu, mình không có vấn đề gì hết. Họ vẫn là cái người inspection, họ vẫn là rất là dễ thương. Họ không có
không có làm gì hết cả. Họ thấy họ đi, họ sẽ đi kiểm tra. Đấy, họ đi kiểm tra đấy. Đấy, họ require, họ yêu cầu những cái, đây mình sẽ đi thẳng xuống cho biết là mọi người yêu cầu như nha. Mình cho coi nha. Đây là những người thợ ở góc dưới này, không bàn chặt quá, tiếp tục làm ở đây. Đấy, vẫn bình thường. Đấy, thì họ đi ra này, họ không có kiểm tra gì hết nhé. Họ không bắt gì hết, họ rất là dễ dàng. Đó là cái tên này là cái location, second location. Thôi, bây giờ mình bye nhé. Tại vì họ đã đi ra rồi, không có gì việc gì để nói. Ai có những câu hỏi gì thì nói nhé. Đấy ra hả? Thì sau khi mà các bạn coi cái video này á, có thể các bạn sẽ hiểu được phần nào và có thể những cái bạn sẽ không hiểu được phần nào nếu mà các bạn không đi làm nail. Thì tiện đây mình giải thích luôn. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, người Việt Nam của mình hay đi làm nail và hay là mở tiệm nail, cũng giống như mình hay nói trong video của mình là ở bên trái một tiệm nail, ở bên phải một tiệm nail, ở đằng sau một tiệm nail, ở trước một tiệm nail, ở trên đầu của mình á là không khí, cho nên nó không có tiệm nail có nào cả. Thì các bạn biết không, những cái người Việt Nam ở bên Mỹ này á, họ có một cái thói gọi là thói chơi dơ các bạn. Cũng giống như á, bữa hôm nay cái tiệm nail của mình là ở đây, thì ngày mai á có một cái tiệm nail nó sẽ mở kế tiệm nail của mình. Ok, thì mình sẽ đếm một ngày, hai ngày, ba ngày, thì đúng ba ngày sau cái tiệm nail mới mở á, tụi nó sẽ gọi điện thoại vô cái tiệm nail của mình, tụi nó phá, tụi nó chơi rất là dơ các bạn. Ok, mặc dù tụi nó phá không có ảnh hưởng gì tới tiệm nail của mình cả, nhưng mà nó làm cho mình bực bội các bạn. Mình phải thốt lên một câu là tại sao tụi nó phải phá mình. Ok, thì trong cái video bữa hôm nay các bạn sẽ thấy là một cái tiệm nail rất là đẹp, một cái tiệm nail rất là sang và một cái tiệm nail rất là đông khách. Thì khi mà các bạn nhìn vô cái tiệm nail đông khách như vậy đó, thì cũng có nghĩa là những cái tiệm nail xung quanh sẽ rất là ghét. Cho nên bữa hôm nay những cái tiệm nail xung quanh á, mình không biết là tiệm nail nào các bạn, cho nên mình không thể nói được. Ok, thì cái bà chủ của cái tiệm nail này á, bà mới quay live stream để cho bà con coi. Trời ơi, tụi bay thấy không, bây giờ tụi Việt Nam tụi nó gọi thổi phá tao. Thì tại sao? Ok, thì khi mà dịch bệnh corona đó, có nghĩa là chính phủ họ phải kêu là cách ly xã hội, có nghĩa là mày phải đứng xa tao 2 mét, tao phải đứng xa mày 6 feet. Ok, thì những cái tiệm nail á, họ phải bắt buộc đóng cửa, họ không cho mở cửa làm. Thì cho tới ngày hôm nay là những cái tiệm nail được quyền mở cửa. Thì những cái luật lệ đưa ra cái đó rất là cắt ghê các bạn, có nghĩa là tụi bay phải giữ cho cái tiệm nail được sạch sẽ nè, tụi bay phải giữ cho cái tiệm nail của tụi bay không bị lây nhiễm corona nè, và tụi bay phải giữ cho cái tiệm nail của bay không phải trở thành ổ dịch nè. Thì bây giờ cái tiệm của cái bà này á, không gà là điêu đứng các bạn, trời, tiệm quá bự mà, có nghĩa là tiền mướn tiệm rất là mắc. Thì cái bà này được mở cửa tiệm, mới mừng nói trời ơi, chính phủ cho mở cửa tiệm mà em mừng quá. Thì bữa hôm nay có một cái tiệm nail kia nó mới gọi lên cái sở, gọi là sở vệ sinh đó các bạn biết không. Thì khi các bạn biết ở Mỹ này, các bạn đi làm nail á là các bạn phải xin giấy phép. Ok, cái tiệm của các bạn có hợp vệ sinh hay không, các bạn cái tiệm của các bạn có đủ vệ sinh để làm không. Thì nếu mà có người mà họ gọi họ lên, họ nói là alo, tôi nghĩ cái tiệm nail đó nó không hợp vệ sinh, tôi nghĩ cái tiệm nail đó nó có người bị dính dịch corona. Thì khi mà có một người họ gọi lên cái sở vệ sinh họ báo đó, mà trong cái thời buổi này là thời buổi của dịch bệnh corona, thì có người gọi báo, thì dĩ nhiên là cái tụi bên sở vệ sinh nó sẽ xuống rồi, tại vì tụi nó phải nói chuyện với người dân đó. Tại tụi nó bây giờ các bạn nghĩ có người khiếu nại thì phải có người làm việc. Ok, thì trong cái clip này á, cái bà chủ này bà nói á là tiệm của bà đã bị kiểm tra 2 lần rồi bạn. Thường thì ở Mỹ á, một cái tiệm nail á, họ một năm thì họ chỉ kiểm tra có 1 lần thôi. Ok, 1 năm chỉ kiểm tra 1 lần thôi, mà cái tiệm nail bà này bà bị kiểm tra tới 2 lần trong 1 tháng luôn. Có nghĩa là có thể là không có người chơi bả, có thể là cái tiệm của cái bà này là bự nhất trong vùng. Cho nên bữa hôm nay cái tiệm bên trái á, nó gọi lên sở vệ sinh, nó nói là ê, tôi nghĩ cái tiệm nail đó có người bị dính corona. Thì cái tiệm bên trái nó gọi cho sở vệ sinh, thì sở vệ sinh xuống kiểm tra bà này, thì sở vệ sinh xuống kiểm tra bà này xong rồi cái tiệm bên phải nó gọi nữa, cái tiệm bên phải nó tôi nghĩ là hôm qua tôi thấy có người bị dính corona trong cái tiệm đó. Thì bữa hôm qua đó là cái bà bên trái bà báo cáo cái tiệm này, bữa hôm nay thì cái bà bên phải bà gọi bà báo cái tiệm này. Thì có nghĩa là cái tiệm này là cái tiệm đẹp nhất, bự nhất ở trong vùng, cho nên mấy cái tiệm khác tụi nó rất là ghét, cho nên tụi nó gọi tụi nó phá rồi. Ok, thì các bạn biết không, nếu mà các bạn coi cái video clip nó kỹ á, thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều người bình luận là trời ơi, tụi vệ sinh này xuống hoài sao làm ăn.
Bây giờ các bạn thử nghĩ đi, các bạn bước vô một cái nhà hàng á, mà tự nhiên các bạn đang ăn, mà tự nhiên sở vệ sinh xuống họ kiểm tra, họ nói rồi nhà hàng này không được, nhà hàng không được, thì các bạn nói trời, nhà hàng này nó bị cái gì mà người ta xuống kiểm tra vậy? Nó làm cho các bạn cũng không dám bước vô cái nhà hàng nữa. Chẳng hạn như là các bạn đang đi tới nhà hàng này các bạn ăn, mà tự nhiên các bạn thấy cảnh sát nó bao vây, nó lục cái nhà hàng này, các bạn nói trời, nhà hàng này nó bán gì mà cảnh sát nó bao vây dữ vậy? Các bạn cũng không muốn vô ăn nữa, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hổm gài á, chính phủ cấm mở cửa, không tiệm nail á, tiệm nail đóng cửa là gần cả tháng trời luôn á. Có mấy tiểu bang tiệm nail đóng cửa gần 2 tháng trời không cho mở cửa. Thì mặc dù là mình đóng cửa tiệm mình không được mở, nhưng mà mình phải trả tiền điện nè, mình phải trả tiền bill nè. Các bạn biết ở Mỹ này á, bây giờ các bạn xài điện đúng không? Mặc dù là các bạn không xài điện, nhưng mà họ vẫn tính một cái tiền gọi là tiền dịch vụ. Có nghĩa là bây giờ thí dụ mà các bạn ra cái tiệm làm nail của các bạn đi, các bạn xài điện thì nó sẽ tính nhiều tiền hơn. Còn các bạn không có xài á, nó vẫn tính cái tiền gọi là tiền dịch vụ á, giống như là nếu mà các bạn không xài nó vẫn tính, mà nó tính chút xíu thôi à. Ok. Còn cái tiền nước cũng vậy, nếu mà các bạn xài nhiều á thì cái kim đồng hồ nó nhích một cái. Còn nếu mà các bạn không xài á thì các bạn vẫn phải trả cái tiền để họ nối cái đường ống nước vô tiệm của các bạn. Ok. Chẳng hạn cái đường ống ga cũng vậy. Đó, nếu mà các bạn không xài á thì các bạn sẽ trả một cái số tiền nhất định thôi. Còn nếu mà các bạn xài nhiều thì các bạn trả nhiều, nhưng mà các bạn phải đóng cái số tiền mà giống như là họ truyền ra tới tiệm của các bạn. Đó, thì mặc dù á là cái bệnh dịch corona này á là những cái chủ tiệm nail họ không kiếm được tiền các bạn. Họ không kiếm được tiền tại vì chính phủ đâu cho họ đi làm đâu, thì họ phải trả tiền mướn tiệm nè, họ phải trả tiền điện nè, rồi tiền ga nè, rồi tiền bảo hiểm nè, tại vì bảo hiểm các bạn phải mua bảo hiểm chứ. Ok, gửi mi đen vô đó thôi, của làm sao. Thì bây giờ chính phủ Mỹ họ cho mở cửa mà chưa mở cửa làm nữa, mà tụi Việt Nam tụi nó chơi dơ các bạn, thấy không? Cái bà này bà mở cửa ra trong một tháng mà bà bị 2 lần kiểm tra các bạn. Các bạn nghĩ bà gọi mới mở cửa tiệm ra bị kiểm tra 2 lần, thì cái bà kiểm tra, bà vô kiểm tra cái này dơ, đóng cửa tiệm đi mày, rồi khỏi làm ăn luôn. Các bạn hiểu không? Cái ủa, hồi bữa kiểm tra rồi mà bữa nay kiểm tra nữa, má, thằng Việt Nam nào chơi tao vậy? Thằng Việt Nam nào chơi tao vậy? À, thì cái bà này bà bực rằng bà mới live stream, bà mới nói Việt Nam mà chơi nhau hoài vậy mày. Cũng giống như hồi hôm qua mình đã kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của cái cô Ellie Hằng. Thì cái cô Ellie Hằng này á, cổ không đi làm tiệm nail Việt Nam mà cổ lại đi vô tiệm nail Mỹ Đen làm. Thì có nhiều người họ không tin cái câu chuyện mình kể là những cái người Việt Nam mà vô tiệm Việt Nam không ai tiếp. Có thể các bạn sẽ không tin câu chuyện đó. Thì bữa hôm nay các bạn cũng đã hiểu một phần nào rồi. Ví dụ như bữa hôm nay đi đó, cái bà này bà mở cửa tiệm ra, tự nhiên có một bà Việt Nam, bà nói là chị em muốn vô làm móng tay được không? Bà này bà sẽ không bắt. Bà nói tao bực lắm rồi nha, hổm gài tụi bay gọi điện thoại vô lên sở vệ sinh, tụi bay nói tiệm tao có virus corona, tụi nó xuống kiểm 2 lần rồi đó, bữa nay bây giờ mày qua đây mày do thám đúng không? Thì cái bà này mới bực lắm, đúng không? Mấy cái chiêu này tao chơi lâu rồi, tao không chơi nữa, bây giờ tao phải chơi hoài vậy hả? Thì nó thật sự thì đó chính là một trong những cái chiêu rất là bẩn của người Việt Nam của mình các bạn. Thì cũng giống như các bạn đã biết, bây giờ là có cái chương trình gọi là đánh giá ở trên Google, hay là chương trình đánh giá ở trên Facebook đó, hay gọi là Google Review đó các bạn. Thì các bạn sẽ vô một cái tiệm nail kia và các bạn sẽ viết những cái gọi là bình luận về cái lần tới của bạn. Chẳng hạn như là bữa hôm nay mình đi uống trà sữa, thì mình vô uống trà sữa mình sẽ bình luận là ồ, trà sữa ở đây ngon, trà sữa ở đây sạch. Thì cái tên trên Google của mình nó sẽ hiện ra tên mình. Ok. Thì có những tiệm nail á, họ làm toàn khách Mỹ không à, không có khách Việt Nam các bạn, không có khách Việt Nam. Nhưng mà bữa hôm nay tự nhiên con nhỏ Việt Nam kia nhảy vô nói là ô, cái tiệm này làm xấu quá, cái tiệm này làm dở ẹt. Mà cái nhỏ này nó đã bỏ công nó phá tiệm người ta rồi, thì làm ơn tạo một cái Google bằng tiếng Anh đi, chẳng hạn như là Jessica hay là Jennifer hay là cái gì đó tạo bằng tiếng Anh đi. Trời ơi, nhỏ này nó vô tiệm người ta, nó nói là tiệm này làm xấu quá, tiệm này làm dở quá, mà cái tên gọi là dẫn chẳng hạn như là Ngọc Trần. Mình cái bà chủ mới nói trời, tự nhiên bữa nay có con nhỏ Việt Nam nó vô tiệm tao, nó đánh giá tiệm tao làm xấu, tiệm tao làm dở, mà tao nhớ là từ lúc tao mở tiệm ra khách tao toàn là khách Mỹ không à, mà tự nhiên bữa nay con nhỏ Việt Nam nó nhảy vô tiệm của tao, nó đánh giá là tiệm tao làm không đẹp. Ok trời, thì ai cũng biết là cái con nhỏ Việt Nam này là một trong những cái bà chủ vòng vòng ở đây rồi. Bởi mấy mình nói thiệt sự, mấy bà này á đã phá người ta rồi thì đầu tư một chút xíu không. Một á là lấy cái tên Google, các bạn làm Google á, các bạn lấy tên tiếng Anh đi hả, chẳng hạn như là Osama Bin Laden hay là gì đó,
Thứ hai là gì? Trời, tự nhiên các bạn làm Google mà các bạn lấy tên Việt Nam, chẳng hạn như là Ngọc Trần hay là Quỳnh Trần, rồi các bạn lên cái tiệm nail, các bạn ghi là tiệm nail này không có good, tiệm nail này không có sạch, tiệm nail này không có, thì những cái lời mà các bạn ghi đó nó sẽ hiện cái tên Google của các bạn là tên Việt Nam. Nhìn một cái là các bạn cũng biết là các bạn đang chơi người ta rồi. Bởi vì mình nói thật sự cái buồn các bạn. Không, bây giờ á các bạn biết không, những cái người mà họ làm chủ tiệm nail á trong cái mùa dịch Covid này nè, họ muốn phá sản luôn á. Các bạn thấy không? Bây giờ thử nghĩ coi. Bây giờ các bạn thử nghĩ đi, bây giờ chính phủ á họ cho người dân ăn tiền thất nghiệp mỗi một tuần là 600. Ok, còn tính thêm tiền phụ trợ nữa là 300 nữa, là tổng cộng là 900 một tuần. Bây giờ mùa dịch cầu luôn nè, đi làm nail có 700 một tuần à. Bây giờ ở nhà ăn tiền thất nghiệp 900, thợ nail nó đâu muốn đi làm đâu. Nhưng mà bà chủ tiệm nail bà gọi lên: "Alo anh ơi, anh có thể lên làm không? Bây giờ tiệm em 10 người thợ mà giờ có 2 người thợ chịu đi làm." Các bạn biết không, tiệm 10 người thợ mà bây giờ có 2 người thợ chịu đi làm thôi, còn 8 người kia họ ngồi ở nhà họ nói: "Thôi mệt mày quá, tao ở nhà tao ăn tiền chính phủ một tuần 900 đô, bây giờ mày kêu tao lết cái xác tao đi làm, người tao dính tao dính bệnh cù luôn nè là sao? Mà đi làm có 700 đô một tuần à?" Tại vì các bạn biết bây giờ dịch bệnh khách nó đâu ra đường đâu, bây giờ lết cái thằng ra đường đi làm á có 700 đô một tuần à. Bây giờ ở nhà ăn tiền chính phủ 900 một tuần không sướng sao? Thợ đeo bây giờ không đi làm nữa bạn, bà chủ năn nỉ: Em ơi, em có thể đi làm không em? Trời ơi, tiệm 10 thợ mà bây giờ có 2 thợ đi làm mà 8 thợ kia đó ở nhà. Em ơi, em đi làm cho chị đi em ơi. Mấy nhỏ thợ nail này nó không làm vậy. Thôi, tôi ở nhà tao thì thất nghiệp không sướng sao? Bà chủ nói: "Má, nó dịch corona này là các ta phá sản quá. Bây giờ mấy bà chủ tiệm nail quyết định là bán tiệm nail của bạn. Tại vì lỗ quá, bây giờ trời ơi. Bây giờ khách nó không vô mà thợ không đi làm luôn, tụi nó ở nhà tụi nó ăn tiền chính phủ." Rồi mấy bà chủ tiệm nail, bà là chủ mà mày là chủ tiệm nail mày giàu chết mẹ, mày ăn tiền thất nghiệp gì? Không cho bạn tiền thất nghiệp mày, không cho bạn tiền thất nghiệp. Mấy bà chủ tiệm nail bây giờ hả điêu đứng các bạn. Ha, chắc tao bán tiệm quá mày ơi, chắc tao bán tiệm quá. Thì thì những cái người chủ tiệm nail họ yêu nghề, họ nói không được mày ơi, cái tiệm nail này là tâm huyết của tao, tao không bán được. Thì bữa hôm nay có mấy đứa Việt Nam tụi nó chơi bận các bạn, tụi nó gọi chơi sở vệ sinh các bạn biết không? Thì sở vệ sinh á, cái nhiệm vụ của nó là gì? Ok, ở bên Mỹ này các bạn biết không, các bạn đi mở nhà hàng đúng không, có nghĩa là các bạn phải bảo đảm nhà hàng của các bạn không có gián, không có chuột và không có ruồi. Ok, tại vì các bạn bán đồ ăn cho người ta mà nếu mà nhà hàng của các bạn mà có chuột á thì tụi nó sẽ xuống tụi nó kiểm tra, nếu mà tụi nó thấy một con chuột á là tụi nó sẽ đưa ra cảnh cáo là mày phải dọn sạch cái nhà hàng của mày. Ok, nếu mà lần sau á mà một tháng sau mà tao quay lại mà tao thấy thêm con chuột nữa đó là mày phải đóng cửa tiệm đó. Thì có nhiều nhà hàng Việt Nam các bạn biết không, khi mà họ xuống á họ thấy là nào là chuột nè, gián nè, thì họ bị một cái lần cảnh cáo, họ nói là ok bây giờ tao cho mày một tháng á mà mày phải dọn sạch cái đống này nha, lần sau mà tao tới mà tao thấy con chuột nào ở đây đó là mày coi như mày xong rồi đó nha. Thì nhà hàng Việt Nam này họ dọn bạn, nhưng mà lần sau họ tới á các bạn biết không, họ dọn hết rồi. Thì họ nói trời mày, tao dọn sạch nhà hàng tao rồi, tao nghĩ là không có chuột đâu. Thì tới lúc cái sở vệ sinh họ xuống đó thì con chuột chui ra bạn, thì con chuột nó chui ra, thì lúc này sở vệ sinh nói là: "À đù con chuột kìa đóng cửa tiệm đi mày, đóng cửa tiệm đi." Thì là ở Mỹ là nó khó vậy các bạn nha, nó bắt đóng cửa tiệm là đóng cửa tiệm. Ok, thì đi làm nail cũng vậy các bạn, có nghĩa là trong tiệm nail của các bạn á, những cái kìm, những cái kéo á, các bạn phải ngâm nó vô cái gọi là dung dịch tẩy cồn. Ok, thì những cái cây giống như là cái kìm nè, cái kéo nè, hay là cái vũ tay nè, các bạn phải ngâm nó vô cái nước sát trùng. Tại vì bây giờ người nghĩ coi, cái kìm mà các bạn cắt vô người này xong rồi các bạn cắt vô người kia nữa, nó mà đang dịch corona nữa các bạn, trời ơi đang dịch corona nữa mà. Ok, thì bây giờ á những cái người sở vệ sinh nó họ rất là khó cái. Thì bây giờ người Việt Nam họ biết các bạn, họ biết không, người mình chơi người mình. Ok, họ gọi điện thoại lên sở vệ sinh, họ nói là: "Tao nghĩ cái tiệm kia nó có người bị dính corona, tao hôm nay tụi bay xuống kiểm tra đi." Rồi bây giờ bên sở vệ sinh họ xuống kiểm tra. Rồi các bạn biết không, bữa hôm nay cái con nhỏ bên phải nó gọi, ngày hôm sau con nhỏ bên trái nó gọi, cái bữa kia nhỏ ở đầu đường nó gọi. Thì nó muốn dìm chết cái tiệm bự các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, người nào hơn mình là mình phải dìm họ xuống. Ok, người nào hơn mình phải dìm họ xuống. Thì đó chính là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ cái bữa hôm nay các bạn nhé. Thì cái câu chuyện thứ hai mà mình muốn chia sẻ nữa, nhưng mà các bạn đợi mình xíu nha, để mình rượu vào là lời ra đó nè.
cay quá. Trời ơi, mày uống có một hớp Remy Martin nè, mà nó xịn nỉn nè. Ok, thì câu chuyện thứ hai mình muốn kể cho các bạn á, thì câu chuyện thứ hai mình muốn kể cho các bạn đó chính là câu chuyện mà tại sao người ta không thích đi làm khu Mỹ Đen. Thì bây giờ các bạn hãy coi một cái video clip này và mình sẽ nói chuyện tiếp nhé. Hai người Việt Nam đang cãi lại với nhau. Thì cái bà này chửi bên này và kia chửi bên kia, giống như là trong tiệm này tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thợ. Trong tiệm này tổng cộng là 10 người thợ các bạn, nhưng mà toàn là thợ nữ không. Thì cái bà đeo khẩu trang này là bà chủ các bạn ơi. Bà đeo khẩu trang là bà chủ, còn cái bà áo đen này là bà nhân viên. Và bà nhân viên kia cãi lộn với bà nhân viên kia. Còn mấy cái người thợ kia thì chẳng làm, tại vì việc ai đấy làm các bạn. Đó, thì bây giờ các bạn đã hiểu là tại sao họ đi đánh nhau rồi. Ok. Đó, thì bây giờ cái bà này thì vẫn ngồi xuống làm, tại vì cái bà này bị làm ít tiền hơn bà kia. Còn cái bà kia thì coi bộ là hơi tự ái dân tộc, cho nên bà này đã để dọn đồ đi về các bạn. Còn xung quanh thì có rất là nhiều người Mỹ Đen, họ đang quay phim và họ nhìn. Còn ông chủ thì họ tới rồi đó, ông chủ thì họ tới rồi. Trời ơi. Đúng rồi, đó không đổ sơn ra đây. Không có nói được, cái đó người ta đổ lên sơn keo. Ta khách của người ta, cái đó mình không có tính được. Vô nhiều lúc vô đi cái gì, nói chung với sáng để em nói cho chị nghe là như vậy mà sao biết được. Nói chung là 15 có ly là làm chứng kịp nghe đây. Bả không làm thổi nó đi ra. Anh Ly kêu là ê mày là mày tao không phải tao làm cho mày đủ. Trời ơi 15 đồng của mày mấy là đi ra. Con đi ra ngoài con chứ mày chạy con. Chị thấy là con mày á. Đi ra ngoài rồi kêu lại để làm đó. Trời ơi, chết mày thì sách thùng đây. Đuổi mày hả? Sao mày không có mày làm nữa? Đấy. Đúng không? Rồi phải cái hồng đó là đang tới công ty nhưng mà nó đầu
Thì trong cái video clip này á, nó có hai người, một người mặc áo jean và một người mặc áo đen. Thì bây giờ mình sẽ tạm gọi là chị mặc áo jean và chị mặc áo đen đi. Thì cũng giống như mình hãy kể với các bạn là ở bên Mỹ này á, là đa số người ta hay đi làm nail, người Việt Nam mình hay đi làm nail. Thì đi làm nail á, tụi nó sẽ chia ra là khu nhà giàu và khu nhà nghèo. Thì khu nhà giàu á, các bạn đi làm khu nhà giàu á, thì các bạn sẽ được rất là nhiều tiền. Chẳng hạn giống như là các bạn lái taxi đó, nếu mà các bạn chở khách sạn, khách sạn á, thì họ sẽ cho các bạn tiền. Còn nếu mà các bạn lái taxi mà các bạn chở cho người không có tiền á, thì họ không có tiền trả tiền cho các bạn. Nó đại khái là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tạm gọi là khu nhà giàu và khu nhà nghèo đi, để cho nó tránh đi cái sự giống như là ganh tị các bạn nhé. Thì các bạn biết không, những cái khu nhà giàu á, là các bạn phải trẻ nè, phải đẹp giống như mình đó, thì các bạn mới lên khu nhà giàu các bạn làm được. Còn những cái bạn nào mà không có tay nghề á, hay là tay nghề yếu yếu á, hay là những cái người già á, thì họ sẽ không có lên cái khu nhà giàu làm được, tại vì họ rất là khó các bạn, tại vì họ bỏ tiền ngay là phải đáng. Chẳng hạn giống như là các bạn phải giỏi, các bạn mới kiếm được nhiều tiền, ok. Thì ông trời này ông không bao giờ dồn con người vào bước đường cùng các bạn. Bây giờ các bạn qua Mỹ mà các bạn không biết tiếng Anh, các bạn không có nghề ngỏng rồi, các bạn không có tay nghề, các bạn không có được đẹp nữa, thì các bạn làm phải đi làm nail đâu đây? Thì nó có một cái khu gọi là khu nhà nghèo các bạn. Thì bây giờ các bạn xuống khu nhà nghèo các bạn làm, đó chính là cái khu trong video clip này. Thì bây giờ các bạn nhìn vô cái video clip thì các bạn sẽ thấy được là một chị áo jean và một chị áo đen. Thì nếu mà các bạn không có phải là người ở trong ngành nail á, các bạn sẽ không hiểu được cái chuyện gì xảy ra trong video clip vậy trời. Ok, thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe. Ok, thì cũng giống như á, các bạn đi vô một cái bàn ăn đi, ok, mà ở xung quanh cái bàn ăn của các bạn ai cũng ngồi, mà các bạn lấy cái đũa của bạn, các bạn gắp, các bạn lựa miếng thịt này, các bạn lựa miếng thịt kia, các bạn lựa miếng thịt nọ, thì các bạn là một người rất là bất lịch sự. Tự nhiên trong cái bàn ăn, trong cái bàn tiệc nè, không, thì các bạn ăn miếng nào các bạn gắp miếng đó. Chứ còn cái này tự nhiên các bạn ngồi các bạn lựa miếng nào ngon các bạn ăn, còn miếng nào dở các bạn để cho những người khác ăn, thì nó các bạn hơi bất lịch sự. Ok, thì trong cái video clip này là cái chị áo jean và cái chị áo đen đang cãi nhau. Tại sao họ lại cãi nhau? Cũng giống như mình nãy nói rồi đó, thì các bạn đang làm khu nhà nghèo, có nghĩa là bữa hôm nay các bạn đi làm, các bạn muốn kiếm được nhiều tiền. Thì cái chị áo jean á, chỉ là cái người mà lựa. Thì bữa hôm nay chị vô, không, thì ông chủ nói là em áo jean ơi, em jean. À, khách vô kìa, thì bà này nói là thôi con này không có tiền, tôi không làm đâu, tôi đợi con sau làm. Thì ông chủ nói trời đất ơi, con nào cũng là con khách mà em làm đại đi. Bà nói thôi tôi đợi con sau tôi làm. Thì ông chủ nói thôi vậy có ai muốn làm con này không? Thì người khác thì họ sẽ làm, tại vì người khác họ nói thôi kệ làm đi, trời bà này bà kỳ quá. Thì cái bà áo chim này bà ngồi bà lựa từng con các bạn, con nào nhiều tiền bà mới làm, con nào không nhiều tiền bà không làm. Thì cái chị áo đen á thì lại được tốt hơn là thôi nó không làm, không, nó không làm, đưa em làm. Thì cái chị áo đen này á là khách nào vô chị cũng làm á, chị không có chơi các bạn. Ok, thì khi mà các bạn coi cái video xong á, các bạn sẽ thấy là cái chị áo jean này với chị áo đen này đang cãi nhau vì một người khách các bạn. Là con khách này đáng lẽ là của tao, con khách này đáng lẽ là của tao. Thì các bạn cũng đã hiểu rồi đó, cũng giống như cái chị áo jean này. Ok, con khách kia vô cái mặt chị nóng nè, đi làm nail mà cái mặt của các bạn đóng gì thì ai mà thích các bạn. Cũng giống như con khách này nó bước vô, con khách này nó hỏi là tôi muốn làm cái này bao nhiêu tiền vậy? Thì cái bà áo jean mới nói là mày có tiền không, mày có tiền mà làm. Thì con khách này nó nói trời bà này nó kỳ quá, thôi tôi không làm, tôi không có tiền. Thì cái bà áo đen bà nhảy ra bà nói là ôi chị muốn làm gì tôi làm cho chị. Thì cái bà khách này ok tôi muốn làm này. Thì lúc này bà áo jean mới thấy con khách này là con khách sọp, mà tại sao mình lại không ô bế nó ngay từ đầu. Thì bà áo jean này nó nói là con khách đó là của tao mà tại sao mày giành. Thì bà áo đen này mới nói là giành gì, hồi nãy mày không chịu làm mà bây giờ tao làm, mày không làm thì tao làm đó. Thì cái bà áo jean này mới bực các bạn, tại vì các bạn nghĩ từ sáng tới giờ không, bà áo jean này á, bà cứ ngồi bà nói con này không nhiều tiền tao không làm, tao đợi con khách nhiều tiền tao làm, con này không nhiều tiền tao không làm, tao đợi con khách kia nhiều tiền tao làm. Thì cái bà áo đen này bà làm hết à. Thì cuối ngày cái bà áo jean này á, bà làm không được nhiều tiền nha các bạn, trong khi đó cái bà áo đen á bả làm quá trời tiền luôn. Thì khi mà các bạn coi cái video clip này xong thì các bạn cũng đã hiểu là tại sao hai người này quýnh lộn nhau rồi. Ok, rồi thì thường thường á các bạn biết mà ở bên Mỹ này đó, những cái người này gọi là những cái người làm nail gọi là nghèo các bạn, tại vì các bạn nghĩ đi, mỗi một ngày các bạn phải đi làm từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ rưỡi thì các bạn mới kiếm được 150 đô. Thì cái bà áo jean này bả mới làm có nửa ngày à, mà bả gây lộn, bả bỏ bả đi về vậy. Có nghĩa là bữa hôm nay bả chỉ kiếm được 50 đô thôi các bạn, 50 đô một ngày thôi.
đó. Thì bữa hôm nay bà quạo, bà nói hơi mệt quá, tụi bay làm hết, tao không làm nữa, tao làm tiệm khác. Thì cái bà ở trên này bà sẽ nghỉ cái tiệm này và bà sẽ đi qua cái tiệm kế bên bà làm, đó chính là một cái bình thường thôi, nó không có gì gọi là khác biệt hết cả. Thì cái bà ở trên này đáng lẽ là bà phải đi làm để kiếm tiền để mà trả tiền nhà, tiền xe, nhưng mà bà không chịu. Bạn bà nói cái bà này á, bà tính bây giờ cái hơi mệt quá, mà tao nghĩ tao không làm chung tụi bay nữa, tụi bay ăn hiếp tao, tụi bay hiếp tao. Rồi bà lại đi về, thì chồng bà nói ủa mới có 2:30 mà giờ ở gì trời. Thì bữa nay là coi như là cái bà này chỉ kiếm được 50 đô thôi đó nha. Cái bà này bà về nhà bà nói hơi mệt quá, đi làm chung với tụi nó kiếm chuyện hoài không làm, đi về. Rồi bà ở nhà bà nói thôi để đi gọi tiệm khác làm. Thì ngày hôm sau bà phải đi gọi tiệm khác làm, có nghĩa là ngày hôm sau bà không có đi làm và bà không kiếm được tiền nữa. Thì các bạn thấy không, đi làm nail cũng khổ lắm bạn, đi làm nail cũng khổ lắm đó. Thì khi mà cái bà áo jean này á, nếu mà bà đi vô cái tiệm nail khác làm á, bà cũng tính việc tại gì á, cái tính của bà này là vậy. Rồi bà đi vô tiệm nail khác bà làm, bà sẽ hỏi là anh tiệm anh khách có sang không anh. Cái ông chủ mới nói là trời ơi, chị hỏi kỳ gì, khách sang hay không là làm sao mày tôi biết được, chẳng lẽ cái con khách nào nó sang là nó phải ghi cái chữ sang lên mặt nó hả. Cái bà nói không phải, em tại vì em làm mà em sợ khách nó không cho nhiều tiền. Các bạn biết không, làm cái nghề này á, các bạn phải nói chuyện vui vẻ, khách nó mới cho nhiều tiền. Trong khi đó cái bà ở chin á, bà muốn là bà nhìn cái con đó là phải sang bà mới làm, con nó không sang là bà không làm đó, các bạn thấy không. Còn cái bà áo đen á, cái bà áo đen á thì bà đậm hơn bà áo chin chút xíu, có nghĩa là thôi bây giờ tao phải lo trả tiền nhà nè, tiền xe nè, không trả tài trả nọ, rồi con đi học nữa, thôi khách nào tao không làm, tao muốn kiếm tiền để lo cho gia đình của tao. Thì cái bảo chim này khách nào vô bà không làm nha. Thì cái bà áo đen á, bà nói là thôi con này không nhiều tiền tao không làm đâu. Bà áo đen bà nhảy ra bà nói không, mày không làm không tao làm, mẹ không làm không tao làm, mày không làm không tao làm. Thì cuối ngày á, cái bà áo đen bà làm nhiều tiền hơn bà áo chim. Bà áo chim bà quạo, tao tức rồi nha. Thì lúc này các bạn cũng thấy là ôi trời, bảo đen và bảo hiền quá ha, nhưng mà chưa chắc. Các bạn biết không, ở trên đời này người ta nói là không có lửa là không có khói. Ok, thì giống như là mỗi một ngày hai cái bà này bà sẽ nạnh nhau. Bà ở trên mới nói là bực quá, bữa hôm nay làm khách toàn là khách tàu lao, mà mấy con khách này nó nghèo mà đi làm neo chứ trời. Thì cái bà áo chim bà bực, tại vì bữa hôm nay không có con khách nào sang cả. Tại vì các bạn biết không, các bạn xuống làm ở khu nhà nghèo thì con nào nó cũng nghèo như nhau, nó mà ở khu nhà nghèo, nếu mà nó giàu nó lên khu nhà giàu nó ở hết rồi. Thì cái bà này bà làm khu nhà nghèo mà bà đòi khách giàu là ở đâu mà ra, đúng không? Thì cái bà này bà bực nó, trời sáng giờ làm khách nghèo không à, mấy con này nó nghèo mới đi làm neo chứ gì. Thì cái bà áo đen á, sáng giờ bà làm cũng được nhiều khách rồi, người ta nói là tích tiểu thành đại. Sáng giờ bà làm mấy con nhỏ nhưng thôi kệ đi, có còn hơn không. Thì bà áo đen mới nói thôi ai không có tiền thì không có tiền, chứ tôi có tiền rồi nha. Bà áo đen bà chọc bà áo chim, bà áo chim bực, ê tao quạo rồi nha mày, sáng giờ tao không có làm nhiều tiền nha mày. Cái bà áo đen nói ơi sáng giờ ai biểu rồi, cái chọn chi không có tiền là đúng rồi, trời đi làm nail mà cái chọn. Thì cái bảo đen lại chọc cái bảo chiên đó bạn. Thì cái bảo chiên á, cái tính của bả là khách nào sang bả mới làm, khách nào không sang bả không làm. Ok, còn cái bảo đen á thì thôi kệ mẹ đi, khách nào tao cũng làm, mới có tiền là được rồi, các bạn hiểu không. Thì hai bà cứ nạnh nhau, bà này nó móc bà kia nó móc, bà đỏ cái quýnh lộn cái nghỉ. Thì ông chủ đó ông đứng đó là ông làm gì các bạn, ông chủ đó chỉ biết đứng nhìn thôi, anh chỉ biết đứng nghe hai em nói thôi. Thì các bạn biết không, thời buổi bây giờ á là tiệm nail nó mọc lên như nấm luôn, ok. Cho nên những ông chủ tiệm nail họ rất là sợ mất thợ. Hồi mấy tụi bay đánh lộn nhưng mà tụi bay đừng có nghĩ nha, ok. Tụi bay nghĩ tao không kiếm được thợ. Thì mấy ông chủ tiệm nail bây giờ á họ rất là sợ mất thợ các bạn, tại vì mất thợ không ai làm, đúng không. Hồi mấy đứa quýnh lộn thì mấy đứa ra sân quýnh thì quýnh xong vô làm tiếp nha, đừng có ảnh hưởng tới tiệm của anh. Thì cái bà áo chin á, bà cũng không phải là dạng hiền các bạn, bà muốn bà nhưng mà là cái gì là trời mấy sáng thì tao làm không có tiền thôi, tụi bay làm hết đi, tao cho tụi bay làm hết tới tiệm khác. Thì sau này bà qua tiệm khác á, bà cũng sẽ như vậy luôn các bạn, bà cũng sẽ như vậy, tại vì các bạn tính của các bạn là như vậy thì các bạn đi đâu cũng gì hết. Thì những cái người khác á, mình nói là những cái người đi làm nail mà yêu nghề á thì họ sẽ gán đi làm để nâng cao tay nghề thiệt là giỏi lên, để sau này họ mở tiệm nail, sau này họ giống như là họ làm giàu, phải không, mua nhà mua cửa. Còn mấy bà này đi làm nail á chỉ là không có yêu nghề các bạn,
chỉ là vì tiền thôi. Đi vô tiệm nail cái thôi con này không nhiều tiền thì không làm, con kia không nhiều tiền thì không làm, thôi mở cái tiệm này là không được, ta đi qua tiệm khác làm, tiệm khác là không được ta đi qua tiệm khác làm. Cuối cùng thì mấy bà này làm hoài mà không khá lên nổi không cái mỗi khi mà gọi điện thoại vô tiệm nail á, alo anh ơi tiệm anh có cần thợ không? À, túi hả? Rồi túi làm 18 năm kinh nghiệm rồi nhé. Nhưng mà thật sự thì làm dở như gì á bạn, làm dở gì á không, mà mấy bà này kỳ lắm nha, làm dở thì làm dở nhưng mà nói là tôi làm dở lắm nha, trời ơi không ai làm bằng túi chứ, không ai làm bằng túi nha, tôi làm dở lắm à. Thì các bạn thấy rồi đó, đi làm nail á rất là phức tạp, cho nên mình quyết định là mình sẽ không đi làm nail mà mình phải đi không đi làm cho người ta nữa, cho nên mình quyết định là mình sẽ đi mở một cái tiệm riêng cho mình. Các bạn thấy không, thì đó chính là những cái câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn nghe trong cái mùa dịch Covid này. Thì ở ngoài kia người ta đang biểu tình rần rần không, mà tụi biểu tình tụi nó đốt nhà không, tụi nó đốt tiệm, rồi nói chung là đủ thứ chứ, cái đó gọi là thù trong giặc ngoài đó. Ở tiệm nail mở cửa ra thì người Việt Nam mình họ gọi điện thoại họ báo giống như là để cho sở vệ sinh xuống kiểm tra tiệm, đó là thù trong không giặc ngoài á, má tụi Mỹ Đen tụi nó hôi của không. Trời bây giờ mở tiệm nail á thì thứ nhất á sợ là tụi Việt Nam tụi nó gọi phá, đó là thù trong các bạn. Thứ hai á mới mở tiệm nail Mỹ Đen tụi nó cướp mình rồi giặt hoài đó. Trời bây giờ phải làm sao, tôi phải làm sao bán tiệm, mày ơi bán tiệm luôn. Ok thì bây giờ má quá trời tiệm nail bán luôn các bạn, mới tại vì họ chịu không nổi. Các bạn nghĩ coi, một cái tiệm lớn như vậy, một cái tiệm nail đẹp gì á mà có leo qua mấy con khách nè. Trời má, tiền đâu mà tao trả tiền tiệm đây, tiền đâu mà tao trả tiền điện đây, trời ơi cái bóng đèn này sao tốn điện quá vậy, tiền đâu mà tao trả tiền internet bây giờ tắt, không có xài wifi nữa, cúp wifi nha tụi bay, không có cho tụi bay chơi, không có tụi bay lên YouTube coi kênh Nhân Lì đâu. Ok thì bây giờ những cái chủ tiệm nail họ phải cắt giảm các bạn. Ok cắt internet, cắt tiền điện, cắt tiền cắt hết luôn. Ok chừng nào có khách mới mở nghe, không cho xài máy lạnh luôn đó. Bây giờ không, bây giờ mấy bà chủ tiệm nail là mấy bà bị điên nữa. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bạn trong video tuần sau. Bye bye.